Xin kính chào quý cô bác chị, rất vui được gặp lại quý cô bác chị trên kênh Sức khỏe đời sống HTV3. Và thưa với lại quý cô bác chị, thì trong video này tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác chị một trong những cái bài thuốc dân gian chữa trị căn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Và rất nhiều người mắc phải những cái chứng là đi tiểu đêm rất là nhiều, khiến cho giấc ngủ của họ không được ngon giấc và làm gián đoạn giấc ngủ của họ. Bởi vậy mà rất nhiều người băn khoăn rằng không biết tìm phương án nào để chữa trị căn bệnh này. Và trong video này thì tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác chị một trong những cái bài thuốc dân gian chữa trị căn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Và để biết bài thuốc dân gian này như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý cô bác chị chúng ta cùng theo dõi video ạ. Một ngày mà quý cô bác chị đi tiểu mà trên 8 lần có nghĩa là quý cô bác chị đã đi tiểu nhiều. Bởi vậy mà chúng ta hãy thử lưu ý xem là nếu như chúng ta mới đi tiểu mà nó trên 8 lần mới thôi thì chúng ta có thể sử dụng những cái bài thuốc đơn giản dân gian như này là cũng sẽ đem lại cái hiệu quả rất là cao. Và có rất nhiều bác là tiểu nhiều về ban ngày nhưng lại có nhiều bác là tiểu nhiều về ban đêm. Và bây giờ thì tôi xin mời quý anh chị chúng ta cùng vào cái bài thuốc dân gian chữa trị căn bệnh tiểu đêm này và khiến cho quý anh chị mất ngủ này nhé. Chúng ta sẽ dùng khoảng 100g bí xanh và chúng ta cũng bỏ vỏ đi. Quý anh chị cũng bỏ cái lớp vỏ ngoài cứng đi. Giờ thì chúng ta sẽ bổ đôi quả bí ra và chúng ta sẽ bỏ cái lớp hột này đi nhé. Lớp ruột và hột này chúng ta bỏ đi. Chúng ta chỉ lấy phần cùi này thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho chỗ bí này vào rửa. Quý anh chị hãy rửa sạch bí đi nhé. Sau khi đã rửa sạch bí thì chúng ta sẽ dùng một bát nước sôi và cho đây vào đây một chút muối hòa loãng ra. Quý cô anh chị hãy cho bí vào đây để chúng ta ngâm. Chúng ta sẽ ngâm với nước muối này là khoảng 15 đến 20 phút quý anh chị nhé. Là bổ ra để cho nó dễ ngâm ở đấy. Thì chúng ta sẽ ngâm ở đây là từ 15 đến 20 phút. Sau khi mà đã ngâm với nước muối đủ thời gian thì chúng ta sẽ vớt ra. Và quý cô anh chị hãy thái như này cho tôi nhé. Thì chúng ta sẽ thái như thế này. Quý anh chị hãy thái nhỏ lại. Thì kính thưa với lại quý cô chị, nguyên liệu chúng ta sẽ cần trong cái cách này đó là chúng ta sẽ cần 100g bí và làm theo những các bước tôi vừa hướng dẫn nhé. Và chúng ta thái nhỏ như thế này. Nguyên liệu thứ hai chúng ta cần đây là đường phèn. Chúng ta sẽ cần khoảng tầm từ 10 đến 15g đường phèn nhé quý cô chị. Tiếp tới thì chúng ta sẽ dùng một cái cối xay sinh tố như thế này. Công đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ cho chỗ bí này vào đây. Thì quý cô bác chị hãy dùng cho tôi một cốc nước, nó rơi vào khoảng tầm 200ml nước. Ta sẽ cho một cốc nước vào đây. Tiếp đến thì chúng ta cho chỗ đường phèn vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xay. Giờ thì chúng ta sẽ dùng một cái gáo đựng này và chúng ta sẽ dùng một cái dây lọc này nha quý anh chị. Giờ thì tiếp theo là chúng ta sẽ cho nó ra đây và chúng ta lọc lấy nước. Chúng ta sẽ dùng cái xìa để chúng ta đảo. Giờ thì chúng ta sẽ cho ra cốc và thưởng thức thôi. Thì thưa với lại quý anh chị, đây là cốc nước ép từ bí xanh. Và đây là một trong những cái cốc nước uống sẽ rất là bổ dưỡng và rất là tốt đối với lại những vấn đề về viêm bàng quang hoặc là vấn đề về đi tiểu nhiều. Đây là một trong những cách chữa dân gian rất là tuyệt vời giúp cho quý anh chị sẽ hết cái vấn đề bị tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu. Vâng, thì kính thưa với lại quý cô anh chị, vừa rồi tôi vừa chia sẻ đến với lại quý cô anh chị hai cái cách từ bài thuốc dân gian giúp cho quý cô anh chị những người đang mắc phải những cái chứng tiểu đêm, tiểu nhiều. Và đây là cốc nước ép bí xanh thì tôi sẽ xin mời quý cô anh chị giờ tôi sẽ sử dụng nó nhé.
rất là dễ uống quý cô chị ạ, không hề có mùi vị hăng và mùi ấy gì cả, rất là dễ uống, rất là thơm ngon. Thì chúc cho quý anh chị luôn có được sức khỏe và cũng như là luôn có được giấc ngủ ngon khi mà hết được những cái căn bệnh tiểu đêm tiểu nhiều quý anh chị nhá. Và nếu như quý anh chị cảm thấy video này có hữu ích cũng như là kênh có ý nghĩa thì vui lòng hãy chia sẻ video, vì tôi biết rằng ngoài kia còn có rất nhiều các quý cô bác anh chị đang mắc phải những cái chứng mất ngủ do những cái vấn đề như là đi tiểu và tiểu nhiều. Và chúc cho quý anh chị luôn luôn có sức khỏe. Đừng quên là dí vào nút đăng ký và nút chuông thông báo vì tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những video bổ ích khác nữa.